意住，尋找你願望，你夢處。 夢充滿快樂，讓你盡情逐追。燈火光輝，星風傳世，緣盡卻再生，散落仍能追。 舞動千分超，唱詠百分跳，聽着我的笑，風雨知多少，往事隨風流，不轉頭，來來回回去，有陣有血，變化般我承受，東方之珠，實踐你願望，美夢處。 是衷心的愛，讓我前行盡力發奮，管荊棘沿途，手牽手同行，願永久流芳萬里。 願永久流芳萬里。Wow, sao tới nông nỗi này? Chúng tôi cũng đâu có biết. Vừa rồi cháu Nhu kêu chúng tôi đỡ nó lên đây, biểu khiên lên đây thôi. Không phải, vừa rồi em thấy anh đứng ở ngoài coi biểu diễn, anh làm rớt cái này, đang định trả cho ảnh. Em đã phát hiện anh nước xỉu ngoài chợ Trái Cây. Coi cái thằng này nè, mặt mũi bị sưng, rõ ràng bị người ta đánh. Mình khiêng nó lên đây, có lo bị họa chung không? Tôi không tin có người dám gây chuyện trong khu này. Yên tâm, người này tôi quen biết. Chị Linh, chị thiệt định chứa chấp nó à? Coi tướng của nó kìa, lai lịch như không được sạch sẽ lắm. Coi tướng của nó, cả con gián đạp cũng không chết. Sợ cái gì? Nè, thôi được, giao hắn cho tôi. Các người cứ về đi. Vậy bây giờ chúng tôi về trước. Bye bye. Anh xíu anh lương anh gà. Bye bye. Đồng à, vô phòng lấy bình thuốc tê thấp bí phương ra. Ê chị Linh, anh đã tỉnh. Yên tâm, đây là nhà của tôi, không có ai dám đánh cậu. Phải, cái này anh làm rất ngoài hàng rào biểu diễn. Đừng nói với tôi, vừa rồi cậu gì cái này bị đánh lộn. Thôi tôi đi. Nè, cậu đi đâu? Về chợ Trái Cây, lại muốn bị đánh. Cậu thấy bị đánh chưa có đủ. Phải, người ở chợ Trái Cây xấu như vậy, đừng có trở về nữa. Hay là tạm ở lại chỗ chị Linh, biết đâu có thể làm việc ở đoàn ca nghệ chúng tôi. Đoàn chúng tôi vẫn thiếu người mà, có phải không? Không cần, đoàn ca nghệ không có vừa cho tôi đâu. Không có sao, đều là công việc đơn giản thôi, học hiểu mấy hồi. Được rồi, bỏ đi. Người ta không muốn làm thì đừng miễn cưỡng. Vừa rồi thiệt là con Nhu đã cứu cậu. Tôi tin là cậu không ái ngại làm chút chuyện cho nó. Tôi đã dọn xong, tôi có thể đi. Nè, không đi được. Cậu đi ai đổ bóng đèn ở trong nhà bếp cho tôi. Ai lau bụi cho quạt trần nhà. Bà làm cái gì? Bà không mệt tôi cũng mệt mà. Nếu mệt thức dậy mới dọn. Nhà của tôi lớn như vậy, thiếu gì chuyện nặng nhọc bắt cậu làm. Bà yên tâm, tôi không bắt cậu làm không. Sẵn bây giờ cậu không có nhà ở, tôi có một căn nhà thiết. Tôi có thể cho cậu mướn rẻ ăn chốt. Ê, nhưng mà nhà tôi có nhiều việc nặng nhọc, chừng đó cậu phải giúp tay. Thế nào? Yên tâm đi, sân thượng này mát mẻ thoáng khí, tốt hơn là anh ở chợ Trái Cây. Tôi không có tiền, làm sao thuê nhà của bà chứ. Được rồi, mướn đường miếu có nhiều cái sạp. Có bán da heo, cá viên, đậu phộng rang, có bán mía nữa. Cậu chọn đại một chỗ bán cho tôi sẽ trả lương cho cậu. Vậy là cậu có tiền đóng tiền nhà. Tôi bị nghèo mà rẹp, chuyện gì mà tốt với tôi. Chính vì thấy cậu như vậy, tôi có thể trả bớt một chút lương. Có làm không? Thôi được, tôi giúp bà bán mía. Cứ yên tâm, người có đường miếu, ai nấy đều biết chị Linh thích giúp đỡ người ta. Phải, anh tên gì? Ai nấy đều kêu tôi là thằng Đen. Thằng Đen hay là kêu anh là Tiểu Đen? Ý, anh đâu có đen lắm. Tại sao người ta kêu anh là thằng Đen? Nè, Nhu à, đã khuya lắm, về phòng ngủ, ngày mai phải vợt hát. Anh Tiểu Đen, anh nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp. Quyết định vậy. Lần anh Tiểu Điền, từ giờ hát là đánh thức anh hả? Sao giờ hát sớm vậy? Chị Linh nói nhỏ không siêng năng tới già không có ra việc, cho nên mỗi buổi sáng em đều vợ hát. Tiểu Điền à, thế nào, có quen hay không? Khở lắm, nhưng mà không có ai tới mua miếu của tôi. Không có sao, bây giờ vẫn chưa tới lúc giờ dần sau có đường miếu. Tối chút thì sẽ có nhiều người tới mua. À phải, để lát khi em hát anh có thể nghe giùm cho em và cho ý kiến. Tôi nói chuyện cũng không được trúng, không có tư cách cho cô ý kiến. Anh Tiểu Điền, sao anh làm việc ở chợ trái cây, dầm mưa dãi nắng, cực khổ quá đi. Chuyện xưa kia đừng có nhắc tới, bây giờ đã khá hơn. Vậy được, chúng ta nói chuyện bây giờ. Có phải là anh có một người bạn gái? Có kia là con Lan phải không? Đừng có nói tới chuyện này. Hay là nói tới chuyện của cô, giọng nói của cô không giống người bản xứ. Phải, quê hương của tôi ở Đài Loan. Đáng lẽ tôi lớn lên ở làng cá Đài Nam. Tôi định là tới Hồng Kông để phát triển sự nghiệp ca hát của tôi. Ai về tới đây không quen biết ai, nhưng may là gặp được chị Linh. Chị ấy thì là tố, không những chứa chấp tôi, còn cho tôi ở đoàn ca nghệ Đinh Nam để mà hát. Tuy mộng tưởng làm ca sĩ còn khoảng cách thiệt xa, nhưng mà không sao, bây giờ tôi đã thấy thỏa mãn. Làm ca sĩ lớn cũng không nhất thiết là chuyện tốt. Bây giờ anh Tiểu Điền, em phải về bên đoàn ca nghệ. Chừng nào anh nghỉ thì nhớ cho chúng tôi đi ăn khuya. Cảm ơn. Chị à, lấy 2 cây hả? Cảm ơn. Xa xíu này ăn khắp bao nhiêu tiệm rồi. Tiệm thịt con của cậu Ký này hả? Tuyệt là hết chỗ chê. Em thấy thường thôi không được chánh tông. So với ăn ở Đài Loan thì thiệt là khác xa. Có phải thiệt hay không? Đừng có ăn hiếp tôi, đầu gối không có ăn ớt. Bộ tưởng tôi không hay sao? Tại sao lại kêu là đầu gối không ăn ớt? Bộ thì có người đầu gối ăn ớt hay sao? Ây dạ. Tiếng Quảng Đông chúng tôi thì quỷ quá như vậy đó. Nói thiệt, tiếng của các người thì là kỳ lạ. Như là có một câu sợ đến nỗi lỗ mũi cũng không có thịt. Trong lỗ mũi lâu nay không có thịt mà. Có vậy là sợ hay không? Chị Ông Nhu, chị tới Hồng Kông không lâu thì không ngờ chị cũng biết nhiều loại tục ngữ này. Dĩ nhiên, tôi còn biết có một câu kêu là đổ phần không ăn lén. Cho dù có người quỷ quá đi nữa cũng đâu có thể đổ phần lại ăn lén. Các người nói có đúng hay không? Đen, quen cậu bấy lâu, lần đầu tiên thấy cậu cười thì ra cậu cũng biết cười. Nè, thấy chưa anh Đen cũng che là con Đài Loan này á, quê mùa kìa. Quê mùa đó hả? Anh Tiểu Đen, anh cũng cười em hả? Tôi đang nghĩ cái tướng một người đổ phần mà ăn lén sẽ ra sao đó. Thì là nó phải ra là như vậy đó hả? Là vậy nè. Ơi coi đi coi đi. Chị Linh uống trà. Được, cảm ơn. Tối nay như là có nhiều mũi quá, lấy nhang lên cho Tiểu Hắc. Nhang mũi này để em đem lên cho ảnh. Để em. Vậy em đi tắm trước. Em như là có ấn tượng tốt với Tiểu Hắc ha. Wow, ai mà tối như vậy? Nhất định là ảnh. Anh Phúc. Ông Như Muội, tối giờ anh tới làm gì? Chị Linh, đã tối như vậy lại đưa áo cho ông Nhu. Dạ phải, lần trước đưa hứa là mấy bộ đồ hát cho cô, tôi làm xong rồi. Chỉ là nói thôi mà anh Phúc. Vậy mà anh nhớ hả? Dù sao cũng đã tối, vậy mà cũng đem lên. Hết cách thôi. Tại vì tối nay sư phụ không biết là gì chuyện gì, thì là sung sức quá. Tôi phải chờ ổng ngủ rồi mới ra. Đừng nói thêm nữa, con có thích hay không? Wow, thế là đẹp quá. Anh Phúc, anh nhất định đã làm lâu lắm. Thức mấy cái sáng đêm thôi. Mấy cái sáng đêm? Anh Phúc thì là điên. Ban ngày làm việc cực khổ, ban tối có thì giờ thì nên nghỉ ngơi. Huống chi em chỉ hát cái đường miếu thôi, chứ đâu phải hát cái hộp đêm lớn, đâu cần mặt đẹp như vậy. Em không thích à ông Như Muội? Đương nhiên là không phải. Sao ông Nhu nó lại không thích? Còn không mau lấy cất đi. Cảm ơn anh Phúc. Không gì. Có nhang mũi hay không? Sao tự nhiều mũi quá, nó cắn chết tôi luôn nè. Ồ, bấy lâu không gặp ha. Ê, lên đây, lên đây, lên đây, tôi có chuyện nói với anh nè. Mau lên. Lên đây, lên đây. Nè, anh Lăng Phong à, tại sao anh? Sao anh biết mà tới vậy? Bộ quen thân với chị Linh và ông Nhu à? Tôi quen biết với ông Nhu đã lâu rồi. Tôi thường làm áo hát cho cổ mà. Vừa rồi đem áo hát lên cho cổ mặc thử. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có kêu tôi là Lăng Phong, Lăng Phong. Kêu là thằng đen. Tại sao? Đừng có hỏi thêm. Từ nay sẽ không còn Lăng Phong nữa. Tóm lại tên tôi là thằng đen. Nhớ nè, anh ra ngoài thấy ai đừng có nói với họ là đã gặp tôi ở đây. Nè, anh Tiểu Hắc à, mấy tháng này á, anh mất tích đi đâu? Anh có biết người của Hòn Ngọc Viễn Đông á, đều muốn biết là anh. Được, đừng có nói thêm về chuyện Hòn Ngọc Viễn Đông với tôi. Tôi không muốn nghe. Người khác tôi không biết. Tôi chỉ biết là cô Phấn Lan á, thiệt lo lắng cho anh lắm. Sau ngày anh bị mất tích đi, cô đã tiền tụy nhiều. Tôi nghĩ cô thiệt là nhớ tới anh. Tình Hoa, mày có thể nói cho tao biết anh Tèo Lớn đã đi đâu hay không? Lan, rốt cuộc em đã về hả? Phải có tin anh Tèo Lớn hay không? Cái gì mà tin của anh Tèo Lớn? Tôi nói là mộ Lan Văn Ái, mộ siêu cấp của em, có thơ tới đó. Gì à? Nè, đừng có tối ngày để mặt hầm hầm. Trước khi kiếm được trái cam thì kiếm đỡ trái quýt cũng không sao, đúng không? Chị Như Muối. Hả? Mộ Lan có địa chỉ hồi âm cho em. Thiệt? Ở đâu? Tại sao chỉ có số của Thùng Thơn? Coi bộ là ổng nhất định lo là cô sẽ đi theo địa chỉ tới kiếm. Không sao, quan trọng là có thể hồi âm. Mộ Lan cứ ủng hộ mình như vậy, mình phải viết thơ lại cho ổng để cảm ơn. Sẽ rất đẹp rồi đó. Có được hả? Chị Phấn Lan tới kìa. Chị Phấn Lan, chị Phấn Lan, chị Phấn Lan. Dạ chị Phấn Lan, hôm nay trông chị thì là đẹp. Vậy hả? Áo này đã mặc nhiều lần lắm rồi, cũng không gì đặc biệt. Dạ, theo tôi là... Coi chị kìa, sắc mặt hồng hào, thiệt là tươi rói. Cho dù không biết chị là ai, nhìn thấy chị đẹp như vậy, đã biết dạo này nổi nhất là chị. Chị nói vậy thiệt đúng. Bây giờ không có ai là không biết về Phấn Lan. Đương nhiên, bà tưởng là ai cũng được lên tivi hay sao? Nếu mà người đó không được nổi thì đâu có ai kiếm. Các chị đừng có cười tôi nữa. Thật ra tôi cũng như là các chị, là ca sĩ trong Hòn Ngọc Viễn Đông này. Không thể nói như vậy đâu. Hôm nay có ai mà không biết chị Phấn Lan là ca hậu của Hòn Ngọc Viễn Đông. Mai mốt có được ra lương đôi hay không? Ăn cháo hay là ăn cơm? Vì cá hay là bún tàu? Đều là nhờ chị Phấn Lan. Đúng rồi. Cái gì được cái chơi nữa mà. Chào Phùng sư phụ. Chào. Chị Phấn Lan, Phùng sư phụ đã tới. Bây giờ để Phùng sư phụ đo cho chị trước nha. Thật ra tôi không gấp. Nếu mà ai gấp cứ việc đi trước. Bây giờ chị nói chơi sao chị phấn lần. Chị không đo trước ai mà dám. Chị đo trước đi. Phải đúng rồi, đi đo trước đi. Sao đây, ai trước hả? Có cần chờ có câu họp xong rồi tôi mới tới hay không? Dạ không phải, chị Phương Lan à, chị đo trước đi, đừng để Phùng sư phụ chờ. Phải đúng rồi, đi đi. Làm phiền ông Phùng sư phụ. À phải, chị Phấn Lan, chỗ này có mấy miếng vải mới, chị thích dùng loại nào? À phải, Phùng sư phụ à, ông có thể mài một bộ áo dạ hội kiểu Âu Lục hay không? Lần trước đi dự dạ hội thấy con gái của Tiền tiến sĩ mặc thiệt đẹp quá, cho nên tôi cũng muốn có một cái. Cái áo mà chị nói có phải là cái áo thời kỳ phục cổ của Victoria hay không? Em nghĩ chị mặc lên thiệt đẹp lắm. Nè, mấy cái loại áo đó chỉ thích hợp cho người ngoại quốc thôi. Còn người của mình mặc lên thì không có giống ai hết. Nè, tôi cũng không biết làm nữa. Nếu như chị Phấn Lan muốn mặc thì tự ra ngoài mua đi ha. Người kế tiếp. Quay âm tới phiên chị. Phùng sư phụ làm phiền. Hai hôm trước tôi có coi. Cô chỉ là qua diễn xuất cũng không có tệ. Tôi chỉ lo hát về phần của mình. Chuyện của người khác tôi không rõ lắm. Cô có biết ở bên ngoài người ta nói như thế nào hay không? Họ nói hai người thật là xứng đôi. Nè, La Quai thì đang chờ người bạn gái đang bị thương, vẫn chưa có tỉnh lại. Ai nấy đều nói ảnh là hoàng tử si tình. Còn cô thì đang chờ chủ nhân của Diên Trân Châu. Hai người đều một lòng chờ đợi. Như vậy không phải xứng đôi hay sao? Không lẽ là cậu thường không biết? Si tình của La Quai chỉ là làm dáng làm bộ. Người ở trong nghề ai nấy cũng biết. Thật ra thế giới này không có gì thật hay là giả, chỉ có chịu hay là không. Cô cũng biết hòn ngọc viễn đông của chúng ta sau ngày Lãng Phong với Phi Phi bỏ đi thật là vắng vẻ. Cho nên tôi quyết định từ bên Lệ Đức kéo La Hoài qua đây để cùng cô hợp thành một cặp si tình. Cái gì? Cậu thường kêu tôi hợp tác với La Hoài. Tôi nghĩ không được. Tôi có lý do cá nhân. Tôi thấy ảnh đằng trước là ghét tận đằng sau. Đừng thấy tôi cười cười như vậy, thật ra trong lòng tôi rất là ghét ảnh. Tôi nghĩ chúng tôi không thể hợp tác. Hai người xảy ra chuyện gì ở đằng sau hậu trường tôi bỏ mặt. Tôi chỉ quan tâm tới khán giả thôi, họ nhìn hai người như thế nào. Nè, cô là một người thông minh, biết phân biệt cái gì là công tư chứ. Tôi chỉ muốn cô hợp tác với La Hoài để trình diễn, chứ không kêu cô cặp kè với anh ta thì không thành vấn đề chứ. Ông không vấn đề, nhưng mà tôi có đó. Ông thường, trước đó ông kêu tôi làm việc, tôi không hề từ chối bao giờ. Nhưng lần này tôi nghĩ tôi làm không nổi. Được, tôi biết, không thể miễn cưỡng cô. Tôi chỉ mong là cô có thể suy nghĩ kỹ lại. Tôi nghĩ tôi không cần phải suy nghĩ. Tôi đã quyết định. Cậu thường, nếu không có chuyện gì khác tôi ra ngoài. Được, cô ra trước đi. Cô Phi Phi à, tôi đã nấu canh bào ngư bổ lắm, sẵn nóng uống đi, rất bổ. Làm bổ cái gì chứ, bổ. Em bé thì bị mất rồi, bổ làm cái gì? Cô à, chính vì cô bị sảy thai mới giữ gìn sức khỏe. Chị cũng biết tôi bị sảy thai. Còn Thường Thăng, anh có tới coi tôi bao giờ? Đứa con đã bị mất, nhưng mà tôi vẫn còn sống nhăn ở đây. Bộ coi tôi đã chết rồi sao? Không được, tôi phải đi điện thoại coi cái thằng khỉ đó chừng nào tới coi tôi. Cô Phi Phi, tránh ra đi. Cô Phi Phi, tránh ra. Đừng mà, nè. Cái đồ khỉ, biết tới cô mình rồi hả? Ông tới làm gì? Hôm nay má của con xuất viện, bà tới đón bà. Cảm ơn bà bận tâm. Tường Trăng, cái tên mắc dịch này. Tôi đã kêu tài xế đậu xe trước cửa nhà Thương để bà khỏi phải đi xa. Má, con đón xe taxi cho má. Đang ở trong giờ thăm bệnh, khó đón taxi lắm. Kêu anh Cơ đưa mình về nhà là được. Nói rất đúng. Thằng Cơ đã tới đây rồi, cần gì để nó đi hụt một chuyến. Vậy tùy ba, con nể mặt của má thôi. Nếu không con không đi xe của ba. Ờ, vậy thì chúng ta đi. Còn bó bông. À đúng rồi, còn bó bông. Em lại muốn sao? Ông còn hỏi tôi muốn sao? Ông có lương tâm hay không? Tôi nằm ở nhà thương bấy lâu, ông có tới coi tôi hay không? Bây giờ có phải đến coi tôi chết chưa? Em nổi điên cái gì đây? Chỗ này là nhà thương, kêu réo sùm thì không giữ thể diện. Ừ, bây giờ tôi đi bị mất con thì chửi tôi không giữ thể diện. Tôi cho em biết, em đừng có nhắc tới đứa con của tôi nữa. Dĩ nhiên không muốn tôi nhắc, nhưng chớ quên, mẹ con của tụi nó bá hại tôi xảy tai. Bây giờ đứng bên cạnh của tụi nó chửi tôi. Má, người đàn bà này thiệt ngang ngược. Chúng ta đi má. Các người đừng đi. Đi. Nè. Làm cái gì? Buông tay tôi ra. Buông ra. Làm như vậy sao không cho tôi chửi tụi nó? Chính là tụi nó bá hại tôi bị sảy thai. Em hãy nghe tôi nói. Nếu hôm đó không phải em tới nhà tôi kiếm chuyện thì vốn không có xảy ra chuyện gì. Tôi đã mất đi thằng con cũng vì em thôi. Thường thằng, ông Thiện là vô lương tâm. Uổng không tôi ban bầu cho bấy lâu, ông đối xử với tôi như vậy. Tôi xử sao với em? Em ở nhà thương này, tiền thuốc men ai ra tay trả? Và ai lo lắng cho em còn nói tôi xử tệ. Thật ra em còn muốn gì? Tôi nói rõ ràng với em, nếu còn muốn ngang ngược kiếm chuyện, tôi không đưa cho em một đồng. Em liệu mà xử sự đi. Chị Hà, lấy áo quần của mợ hai lên lầu, luôn tiện pha một hồ nước ấm cho mợ, để mợ tắm rửa. Dạ ông Thường. Chị Tư, xuống bếp coi coi canh sâm đã hầm chưa. Xong thì bưng lên cho mợ hai với cô hai. Dạ. Nhân sâm rừng của núi Trường Bạch, nhân sinh nhật của ba, bác sĩ Trần đã tặng cho ba. Bổ huyết khí. Nè, để một lát ăn canh xong, lên tắm rửa rồi thì nghỉ ngơi một chút. Tối nay ra Hải Ký ăn cơm. Ăn cơm ở ngoài, sức khỏe của má vừa lành lại một chút. Ba đã kêu chú Thoại chừa lại một con ngỗng quay thật ngon. Nếu chúng ta không đi thì ổng chắc chắn thất vọng lắm. Nè, con thích coi phim Sound of Music. Ba chúng có một người bạn là phát hành điện ảnh, ổng nó có thể ấn bản phóng chiếu để cho chúng ta coi. Ba nói phim Sound of Music của Julie Andrews đóng. Ừ. Má, hay là chúng ta cùng nhau đi coi? À, vậy thì hay lắm rồi. Cả nhà có thể ra ăn cơm, sau đó đi cine. Tôi thấy hơi mệt, tôi lên lầu trước, lát ra khỏi cửa còn kêu má. Ừ, vậy được. Để anh đưa em lên. Bây giờ thật ra em muốn sao? Tôi đối với em một chút thôi, đừng có thấy được rồi làm tới. Tốt với tôi. Ông đừng có tưởng rằng để cái mặt tươi lên là tốt với tôi đó. Tôi đã nói rõ với ông dụ con thì cứ dụ, nhưng đừng có quá tử tế với tôi. Tôi tự nghĩ không đóng kịch giỏi như ông. Nhìn thấy tướng của ông Giả làm người chồng tốt, tôi cảm thấy bị rùng mình. Bây giờ người rùng mình là tôi đây nè. Mấy năm nay em không hề tốt với đứa con gái. Bây giờ thấy tôi với nó có một chút hiểu lầm, là em muốn kiếm chuyện dèm pha. Tôi nói cho em biết, dù em dùng cách nào lấy lòng của nó, tôi cũng nhất định giành nó về. Cái gì mà giành đứa con gái về? Bây giờ làm ăn à? Nói tới thủ đoạn, tôi nghĩ không cao bằng ông Thường rồi. Cái màn kịch nhà thương lúc nãy thiệt rất là hấp dẫn quá. Ở nhà thương vừa rồi có gì không ổn? Với tài cán của ông Thường, muốn bịt lại miệng của Phi Phi có gì mà khó khăn. Ông biết nói với tôi ở chung nhà thương. Không lẽ ông không nghĩ tới chúng tôi sẽ gặp mặt hay sao? Ông rõ ràng lợi dụng tôi với đứa con gái làm khán giả để cho ông diễn một màn đại nghĩa diệt thân. Em một mắt nhìn ra tâm tư của tôi, em biết được cái gì ở trong đầu của tôi. Tôi cho em biết, tốt nhất là nên ở đây ngoan ngoãn chữa bệnh. Nếu có ý đồ muốn giật con gái của tôi thì em đừng hòng. Cô Phấn Lan, sao lần trước tôi thấy cô với cậu Thường đi dự yến tiệc ở trường đua, đã không có cơ hội gặp mặt cô nữa. Nào, hôm nay bất cứ giá nào cô phải uống ly này, phải cạn hết nha, để mà chúc mừng. Ông chú U, xin lỗi, lát nữa tôi còn phải lên hát. Theo lệ của hộp đêm, chúng tôi không được uống rượu, nhưng thấy ông chú U thiệt quá lòng thành thì tôi uống một chút, coi như nể tình. Vậy à, hôm nay thì cô nể mật, vậy tùy ý hả? Mời. Uống. Xin hỏi có phải chỗ này không đây? Chuyện gì? Dạ không, dạ không, không gì. Lan à, không phải, cô Phấn Lan. Giám đốc biểu tôi á là nói chuyện với cô. Xin lỗi ông chủ U, tôi phải đi vắng một lát. Chuyện gì hả ba? Cái ông đó có phải là ông U á nuôi mười mấy con ngựa không đây? Phải, thế nào? Ây da, thiệt hay quá. Cái thứ dân này á có nhiều tình nội bộ lắm. Nè nè, con à, hay là con giúp bà hỏi tình nội bộ coi có chắc ăn hay không. Bà đã gặp quả báo mà vẫn chưa sợ? Là chuyện lâu rồi. Lần trước chỉ là bị thằng Tèo nhỏ báo hại thôi. Lần này con gái của bà không chỉ con đường xấu cho bà đâu. Bà chỉ chơi 5 đồng bạc thôi à. Chơi nhỏ thì coi như là giải trí đi. Chỉ chơi 5 đồng. Cigar Cuba thì không thẹn danh hơn. Quả như là khác thường. Dĩ nhiên một cây tới 5 đô la Mỹ. Mấy trò này chỉ có giám đốc Lý mà hút thôi. Cô đáng gì chứ. Ây da, thưa ông, thiệt xin lỗi nha. Là cigar Cuba hả? Phải. Hay quá. Đâu. Nè lấy điếu. Đi mau. Thiệt cho tôi. Phải. Ê, cảm ơn, cảm ơn. Ngậm điếu cigar. Nè, anh chị em, qua đây chia tiền. Ai tới trước thì chia nè. Quên Tuấn. Cảm ơn siêu. Cái này của Lily. Dạ cảm ơn, cảm ơn. Còn phần này là... Nè nè. Nè giám đốc à, phần của tôi đâu? Thật xin lỗi, không có phần của anh. Hả? Không có phần của tôi. Nè nè, mấy cái tiền nước á là phần của viên chức mà. Anh còn dám nói với tôi là phúc lợi của viên chức hả? Anh có làm tròn bổn phận của một viên chức hay không đây? Anh còn nhớ vừa rồi làm sao để xin điếu xì gà với khách hay không? Wow. Nếu như người làm ở đây đều giống như anh, cứ xin khách này nọ thì họ Ngọc Viễn Đông còn mở cửa làm ăn được hay sao? Đúng. Không trừ lương là nể mặt lắm rồi. Không có chi thì thôi, chút đỉnh tiền thôi mà, tôi không thèm. Wow, cũng tốt số. Hôm xưa là có anh Lãng Phong ở đây thôi, bây giờ ảnh đi rồi, lại có Phấn Lan, con gái ngoan của anh ở tại đây coi chừng. Nếu không á, tôi đã khai trừ anh. Đúng rồi, tôi thèm công việc này lắm hay sao chứ. Làm cực khổ lại có chút đỉnh tiền. Nếu không phải coi chừng con gái của tôi á, tôi đã bỏ công việc này. Nó có nghe quá. Nói gì thôi. Mùa xả xíu mỡ ngon như vậy về ăn khuya hả? Chuyển, bữa nay sinh nhật của chị sao? Tôi thường hay đãi người ta ăn khuya đó mà. Chỉ là anh ít được ăn, cho nên mới thấy lạ thôi. Phải. Anh không biết à, hôm nay ông chủ Tân của dĩ hát sao mới tới Tam Bảo Thạch kiếm chị Yến. Nè, khi không tôi kiếm chị Yến làm gì? Nó muốn kiếm con Lan để ra dĩ hát. Như vậy hả? Hoài da. Nè nè, lần này con làm giàu. Con à, không ngờ con ra dĩ hát mau như vậy. Ông chủ Tân đó không phải là người để chơi gian trong cuộc thi đua lần trước à? Thì đúng là nó. Như vậy càng tốt. Nó chịu ra dĩa hát cho con, vậy là nó khẳng định thừa nhận thực lực của con rồi. Nhưng ông chủ Tân đó lần trước cũng giúp cho anh Tèo lớn ra dĩa hát, rốt cuộc đã bị hụt. Kết quả là thì phải Nếu không phải ông chủ Tân đó hẹp hòi, khi không quyết định không ra gì hát cho Lăng Phong, cậu cũng không bị tệ như ngày hôm nay ha. Ăn cơm. Thì chính vì nó báo hại Lăng Phong chạy ra tróc dễ, cho nên tôi nói với nó phải ra dĩa hát cho con Lan. Tại sao? Ây da, con không hiểu đâu. Nhưng mà bà hiểu. Nè nè, sư phụ con chơi cái chiêu này thì quá độc đi. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, lấy quán trả quán. Bà nhất định là chờ ông chủ Tân ra tiệc nhiều vốn. Wow, toàn lực giúp con ra dĩa hát rồi, đột nhiên thay đổi ý kiến, báo hại nó bị trầy da tróc dại. Không chứ hả? Hai má cũng như vậy. Khang à, đừng có nghe cậu có cháu nói bậy. Đổi ý đột xuất, không cần đến tiền hay sao? Đã ký hết hợp đồng, họ kiện tới mình là bị phá sản. Phải. Nè nè, sao lại biểu thằng đó giúp con Lan ra dĩa hát? Tôi có nghĩ qua, phải bắt nó lấy công chuộc tội. Trước đó nó nợ Lăng Phong bao nhiêu thì phải bắt nó nhả ra hết lên trên mình của con Lan. Một là có thể trả thù cho Lăng Phong, hai là ra dĩa hát cho con Lan. Như vậy có phải một đá hai chim hay không? À, cái chiều này tiệt cao quá đi. Hèn chi người ta nói á, độc nhất là lòng đàn bà. Lo xa xíu của anh đi. Lan à, lần này không làm thì thôi, có làm thì phải làm cho lớn. Nhất định phải kiếm mấy cái nhà làm nhạc, phải làm nổi, làm riêng cho con. Phải viết mấy cái bản nhạc thiệt là hay để cho nổi. Sư phụ, thay vì kiếm người ngoài viết, sao lại không kiếm ba của con? Hả? Kiếm ảnh? Con không nói chơi chứ? À, đúng vậy, chỉ là nói chơi thôi. Nè con à, tiền này để người ta kiếm đi. Tóm lại lúc đó bà được chia chút xíu quê hồng á, vậy thì được rồi. Nè, nghĩa là ăn không mà hưởng. Cái gì? Cái gì ăn không mà hưởng? Bộ tưởng sanh đứa con gái tài giỏi thì dễ lắm hay sao? Ha, chị giỏi như vậy chị sanh đứa đi. Nè, đủ rồi. Nè, bà cũng xuất thân chơi âm nhạc, bây giờ làm người hầu bàn ở hộp đêm, hạ mình như vậy, cực khổ lại bực bội. Thay vì vậy sao không đặt nhạc cho con? Phải đó cô hai, lần trước cậu viết bản cho Lăng Phong thì là khá lắm. Không phải đâu, làm hầu bàn có gì không tốt. Thời gian làm việc ngắn, tiền nước lại nhiều nữa, đi đâu mà kiếm hả? Còn nữa, ba cái chuyện âm nhạc này chơi một chút thì được, không thể thế cơm ăn đâu. Làm người á, nhất định phải cho chững chạc một chút, phải không Kiều? Hả? Anh mà chững chạc vững vàng, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Lan à, con hãy như sư phụ và cô ba, nản lòng với ba của con, đừng có suy nghĩ vấn vòng, đừng có mong ổng có cống hiến gì với xã hội này nữa. Hãy nản lòng đi. Sao cậu thường ngạc nhiên lắm phải không? Tại sao cô lại? Tôi có chuyện phải bàn với Phương Lan. Bây giờ em hãy làm ơn ra ngoài. Tôi kêu em phải đi ngay. Lần trước cái chuyện tôi đề nghị cô nên hợp tác với La Hoài nè, cô suy nghĩ thế nào? Tôi đã có nói là sẽ không hợp tác với ảnh. À, nghe nói ông chủ Tân của dĩa hát sao mới chuẩn bị ra dĩa hát cho cô. Wow, sao cậu thường lại biết? Hey, nhưng mà chuyện này chưa có bàn thảo xong. Ở đây là bản hợp đồng, cô coi điều kiện ở trong này có hài lòng hay không nè. Nếu giá tiền chênh lệch một chút tôi có thể thêm cho cô. Tôi mong là cô có thể tiếp tục ở lại Hòn Ngọc Viễn Đông. Chuyện bàn hợp đồng lâu nay do sư phụ của tôi phụ trách, đều do bả lo. Cậu thường hay là hãy bàn với sư phụ của tôi. Phải, sư phụ của cô quả thật có kinh nghiệm ở trong ngành này rất nhiều. Nhưng mà bây giờ cô không nên mọi việc gì cũng để cho sư phụ cô quyết định. Hiện nay cô không phải giống hồi lúc mới vô nghề. Việc của cô không nên để người khác điều khiển. Tiền đồ của cô cũng không nên để cho người ta chọn lựa giùm. Này, cái quẹt máy này trên thế giới chỉ có 2 cái. Còn cái này nó đã ở bên cạnh của tôi 30 năm rồi. 30 năm? Lâu như vậy? Có thể còn lâu hơn nữa. Lúc đó tôi còn rất trẻ. Khi ở Thượng Hải đã cùng với mấy người bạn mở một hộp đêm là Hòn Ngọc Viễn Đông. Nhưng mà tiếc là vừa làm ăn khá giả thì chiến tranh bùng nổ. Và trong lúc chiến quả, cả sinh mạng cũng còn khó giữ, thì làm sao mà giữ được hộp đêm. Trong lúc vội vã, tôi chỉ đem có 2 cái hộp quẹt này theo, một thân một mình xuống tới Hồng Kông. Thì ra sau lưng hộp quẹt máy có một câu chuyện thiệt là cảm động quá. Bây giờ tôi tặng nó cho cô. Hả? Tặng cho tôi? Nhưng hộp quẹt máy này có ý nghĩa rất lớn với ông. Thật ra tôi luôn luôn mang hoài bão là mong phát dương hòn ngọc viễn đông. Bây giờ tôi mong là cô cùng tôi châm ngòi cho hòn ngọc viễn đông. Một người bị xui, uống miếng nước cũng thấy đắng. Chị không sao chứ? Hộp quạt này từ đâu chị có? Cậu Thường vừa cho tôi. Cậu Thường cho chị? Tại sao cho chị quạt máy? Anh còn nói gì với chị? Ổng kêu tôi cố gắng đi hả? Còn gì nữa? Tôi không nghĩ nói như vậy. Thế nào? Có phải có vấn đề gì không? Chị Vấn Lan. Hả? Chị Vấn Lan, bọn anh Tuấn họ đã về tới, còn kêu em báo với chị đi giật hát. Họ đang chờ chị. Được, một lát tôi sẽ ra. Vậy em đi làm việc. Xin lỗi, hộp quẹt máy của tôi. Hộp đêm Hòn Ngọc Viễn Đông. Đúng. Mặc dù hộp đêm Hòn Ngọc Viễn Đông quy mô không lớn lắm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thiếu một ca sĩ nổi tiếng. Người đó chính là cô Phi Phi. Tôi? Nhưng mà tôi chỉ là một cô ca sĩ thường mà thôi. Không sao. Tôi tin ánh mắt của tôi và khả năng của cô. Theo tôi tới Hồng Kông để cùng nhau phát triển sự nghiệp của mình. Lâu nay tôi không hề rời khỏi Đài Bắc. Người nhà của tôi đều ở chỗ này, đâu phải nói đi là đi được. Lúc đó tôi cũng ở vào tuổi này của cô. Nhằm lúc chiến tranh bùng nổ, tôi một thân một mình từ Thượng Hải tới Hồng Kông. Từ đó tôi không về Thượng Hải nữa. Lúc đó tôi ở Thượng Hải có bạn và có sự nghiệp của tôi, có hộp đêm Hòn Ngọc Viễn Đông. Trong người của tôi chỉ có 2 cái quẹt máy này. Từ Thượng Hải tôi mang nó tới Hồng Kông. Với hoài bão có thể giữ lại sự nghiệp của mình, nhưng mà tôi biết rõ ràng sức của mình không đủ, cần phải tìm người hợp tác. Tôi mong là cô cùng về Hồng Kông với tôi để mà phát triển Hòn Ngọc Viễn Đông được tiếp tục cháy sáng. Thường Thăng, uổng bao năm tôi đã giao tuổi xuân cho anh, mà anh đã đem hột quẹt mái đố cho người đàn bà khác đáng ghét. Chết đi, muốn dục tôi về Đài Loan ở chung với người đàn bà khác hả? Được không? Phấn Lan, mày đã giật đi người đàn ông của tao, tao sẽ không bao giờ bỏ qua. Phải gồ hết mấy cái nắp này, nhất định sẽ có một cái trúng giải vàng. Anh bảo có khách kêu đồ ăn. À chú Cát à, có khách kêu đồ kìa. Nè nè, lại là nước ngọt. Nè nè, nước ngọt phía sau á đã sắp sử dụng hết rồi. Ai à, chú Cát à, ngoan ngoãn lại đằng sau lấy thêm nước lên đây đi. Được, để tôi lấy. Lần này của mày có chết hay không? Ai à, nợ mà có sơi không? Chuyện gì hả? Nợ mà có sơi không vậy? Chuyện gì hả? Không biết có phải ăn nhầm đồ dơ hay không nữa đây á. Ăn nhầm đồ dơ à? Nợ mà có sơi không? Phía sau kìa, phía sau kìa. Nè 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 nè. Xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết. Đám khách đều kêu đau bụng, toilet đã hết rồi. Lập tức mở luôn nhà vệ sinh của người làm cho khách dùng. Còn nữa, điện thoại cho bác sĩ Quỳnh kêu ông tới ngay. Dạ. Đã xảy ra chuyện gì đây? Dạ. Anh Siêu à, tôi bị đau bụng quá. Không chứ hả? Chị Phi Phi, chị đã ăn nhầm cái gì? Tôi chưa hẹn gì hết, chỉ uống một bình nước ngọt thôi. Nước ngọt? Không lẽ có vấn đề sao? Chồng chứ hả? Sao ngộ vậy? Đông Phong chi chi 尋找你願望，你夢處夢中滿快樂，讓你盡情續追，燈火光輝，星光全世，願盡卻再生，散落仍能聚，月滿天空，千分超，窗永百分飄。